Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng lại cấm biếu quà Tết, chuyện giả dối, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, làm gì đây? Từ nhiều năm qua, cứ sắp Tết đến thì lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lại ban hành cái gọi là chỉ thị về việc tổ chức cho cái Tết Nguyên đán sắp tới. Mới nhất, bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ký ban hành Nghị định số 26 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó, chỉ thị này nhấn mạnh việc nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp theo mọi hình thức. Cụ thể, chỉ thị về việc tổ chức Tết Giáp Thìn vào năm 2024 gồm 7 mục với một số nội dung như sau. Không tổ chức đoàn của Trung ương thăm chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố. Không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công. Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi, v.v. Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn vào năm 2024 đã được công bố. Theo giới quan sát, năm nào cũng như năm nào, cứ lặp đi lặp lại những lời biết rồi, khổ lắm, nói mãi, thừa thãi để làm gì. Chỉ thị cấm tặng lãnh đạo quà Tết liệu có tác dụng hay không? Vì tất cả các chỉ thị hàng năm về vấn đề này đều có chung một số điểm giống y hệt nhau, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là bắt cóc bỏ đĩa. Đảng cấm thì cứ cấm, còn đảng viên cấp dưới biếu quà cho sếp là chuyện thường ngày ở huyện. Thử hỏi không nhận quà biếu thì lãnh đạo sẽ ra sao, liệu có sống được hay không, chứ đừng nói chuyện các quan ăn chơi ngày Tết phung phí đến thế nào. Việc ban hành chỉ thị vừa kể trên, dư luận thấy rằng với những quy định mang lại tính nặng tính hình thức như không thăm, không chúc Tết, không biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, vân vân. Thử hỏi, ai biết mà ăn cỗ thế nào? Và chắc chắn chỉ thị này sẽ không có tác dụng gì, mà chỉ là động thái để khỏa lấp một tình trạng trầm kha, đó là cấp dưới phải hối lộ cho cấp trên thường xuyên, chứ không chỉ vào dịp Tết. Việc biếu quà Tết được coi là nét văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Những món quà Tết không nặng về mặt giá trị, nhằm thể biểu thị sự kính trọng, lòng tri ân đối với những người bà con thân thiết hay những người có mối quan hệ trong công việc. Song trong nền kinh tế thị trường, với sự quản lý bát nháo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên việc biếu quà Tết cho cấp trên nó lại trở thành một hình thức hối lộ để mà chạy quyền, chạy chức, chạy án, vân vân. Với những biến tước tướng hết sức tinh vi, bây giờ người ta biếu xén có hy vọng trục lợi, lên lương thực, lên chức vụ để thay đổi vị trí làm việc hay được đề bạt, vân vân. Tài sản tham nhũng được thu hồi trong một vụ án tham nhũng, nhưng nó không đáng bao nhiêu so với các số tiền khủng khiếp mà các quan tham đã nhận. Tờ báo Thanh Niên vào ngày 17 tháng 12 có bài viết xét xử vụ Mobifone mua AVG, hàng triệu đô la hối lộ được biếu ra sao. Theo đó, lời khai của một bị cáo trong ngày đầu xét xử đã phần nào vén bức màn che phủ đường đi của hàng triệu đô la hối lộ trong đại án Mobifone mua AVG. Bị cáo Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch tổng công ty Mobifone vào ngày 16 tháng 12 năm 2019 khai trước tòa rằng dịp trước Tết 2016, cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đến văn phòng làm việc với lý do biếu quà Tết. Khi ông Vũ về, tôi mở ra thấy 500.000 đô la. Sau Tết hơn một tháng, anh Phạm Nhật Vũ gọi điện thoại nói có ít quà hoa quả ngon. Tối hôm đó có người mang đến biếu anh 2 thùng cắt tông. Tôi nghĩ hoa quả thôi, nhưng mở ra thấy có tiền 2 triệu đô la. Tôi chuyển 2 triệu đô la sang tiền Việt cất trong nhà. Bị cáo Lê Nam Trà còn khai thêm 500.000 đô la bị cáo mang biếu anh Nguyễn Bắc Son vào dịp Tết cũng để trong gói quà. Ngoài ra bị cáo còn đưa cho anh Son 200.000 đô la tiền cá nhân. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về Nội chính Trung ương chiều ngày 22 tháng 11 năm 2023, Phó trưởng Ban Nội chính Nguyễn Văn Yên cho biết những ai nhận số tiền hối lộ lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì mới bị truy tố xét xử. Còn người nhận ít không vụ lợi, nhận tiền số lượng ít vào dịp lễ Tết không bị sẽ xử lý về mặt hình sự, mà chỉ bị xử lý về mặt kỷ luật đảng và hành chính. Ông Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trong một cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương đã phát biểu xanh dờn như thế. Trong một thể chế chính trị độc đảng thì lại đầy bất cập như ở Việt Nam hiện nay, cơ chế giám sát kiểm soát quyền lực bị vô hiệu hóa, dẫn đến tình trạng quà biếu có giá trị lớn sẽ là phương tiện giúp cho người ta có thể đi tắt đến quyền lực, giúp cho sự thăng tiến của mỗi cá nhân thuận tiện hơn. Ở Việt Nam không có luật quy định quà biếu, quà tặng hạn chế trị giá bao nhiêu.
nếu nhiều hơn thì phải nộp công quỹ như ở các quốc gia khác. Quan trọng là cần phải coi trọng việc kê khai tài sản cá nhân theo luật định một cách nghiêm túc và phải công khai để cho dân và báo chí giám sát. Những điều vừa kể trên, Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ thừa biết, thậm chí biết rất rõ. Nhưng bản chất của Đảng hiện nay là làm một đảng nói một nẻo và hại dân, nên bằng mọi biện pháp và thủ đoạn cũng chỉ để phục vụ cho công cuộc sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đảng lại cấm biếu quà Tết, chuyện giả dối, biết rồi, khổ lắm, nói mãi làm gì. Bộ Công an siết chặt về sử dụng dao, Tô Lâm coi dân là thế lực thủ địch. Việc Bộ Công an mới đây đưa ra đề xuất trong quy định dao có tính sát thương cao là một trong các loại vũ khí phải được đưa vào diện quản lý thay vì thả nổi như hiện nay. Tờ báo Thanh Niên vào ngày 4 tháng 12 đưa tin Bộ Công an đề xuất quy định dao là vũ khí. Theo đó, Bộ Công an vừa hoàn tất dự thảo sự luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Theo đề xuất của Bộ Công an, các loại dao có tính sát thương cao sẽ thuộc danh mục vũ khí thô sơ. Bộ Công an quy định dao là vũ khí. Lập tức dư luận trên mạng xã hội đưa ra các ý kiến không đồng tình khi Bộ Công an giải thích như sau. Do luật hiện hành hiện nay không quy định dao là vũ khí, hành vi sử dụng dao chỉ bị xử lý khi vi phạm tội hình sự như giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, v.v. Không thể xử lý theo hướng tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí. Đây là sự ngụy biện, phải chăng mục đích là tạo điều kiện để kiếm tội, bắt cớ, lấy cớ, bắt người. Vì dao là một vật dụng thông thường trong sinh hoạt và là công cụ lao động. Nếu đưa ra quy định dao là vũ khí, thì muốn ghép tội hay bắt bất kỳ công dân nào lấy lý do tàng trữ vũ khí là bắt được ngay. Đây là một điều hết sức nguy hiểm. Bên cạnh đó có ý kiến cho rằng Bộ Công an đang muốn người dân quay về thời kỳ ăn lông ở lỗ, không cho dùng dao thì người Việt Nam dùng đá sắc nhọn thay dao, dùng răng và chân để xé miếng thịt, hay để người dân phải gặm xương như dã thú thì Bộ trưởng Tô Lâm mới hài lòng. Con người có thể sử dụng rất nhiều đồ vật để làm vũ khí gây sát thương, ví dụ một thanh sắt, một hòn đá, một cây búa, kể cả một thanh củi, vân vân, cũng có thể giết người, không cứ gì phải dùng dao. Ông Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19 tháng 12 năm 1946 có nói rằng ai có súng dùng súng, không có súng dùng gậy gộc, giáo mác. Nghĩa là bất kỳ thứ gì có thể gây sát thương cho kẻ thù thì người dân hãy sử dụng để làm vũ khí chống lại quân thù. Nếu thế, sao Bộ Công an không cấm luôn cả gậy gộc, gạch đá cho xã hội an toàn, toàn diện? Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng của Việt Nam. Trong khi nghĩa của từ vũ khí sát thương thì rộng mênh mông, vận động người dân thảo luận cũng chỉ mất thời gian và chắc chắn không có hồi kết. Có thể đây là hành động ném đá dò đường của ông Bộ trưởng Bộ Công an để thử phản ứng của dư luận. Con dao là công cụ lao động được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, đáp ứng cho từng công việc khác nhau. Dao không sắc làm sao mổ được lợn, mổ gà, yêu cầu dao phải ngắn hơn 2 cm. Thì lao động đi rừng chặt củi phát nương rẫy bằng cái gì? Tại sao Bộ Công an lại tự đẻ ra việc gọi công cụ lao động hàng ngày của người dân là vũ khí? Điều này có liên quan gì đến việc dự luật cho rằng Bộ Công an nói riêng và ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung luôn coi dân là thế lực thù địch hay không? Lực lượng Công an Nhân dân thay vì thực hiện theo lời dạy của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thì nay ngược lại họ luôn coi dân là kẻ thù. Việc lãnh đạo của Bộ Công an Việt Nam khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam là trái với lời dạy của ông Hồ. Bộ Công an đừng quên rằng tức nước sẽ vỡ bờ. Mới đây học giả Nhân Tuấn Trương đã viết trên trang Facebook cá nhân đưa ra nhận xét như sau. Thế lực thù địch của Việt Nam không phải là mấy ông già chống gậy ở hải ngoại. Thế lực thù địch của Việt Nam là những người đã cài khái niệm thù địch này vô đầu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dồn hết tài lực vào việc khống chế thế lực thù địch cũng giống như việc tự đốt nhà, vung đào, tự thiến, tự diệt, tự vong. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2020, tại Quốc hội, cựu đại biểu Quốc hội, ông Trương Trọng Nghĩa cũng đã nói như sau. Tất nhiên phải tìm cho ra cho đúng thế lực thù địch để nghiêm trị, nhưng không mượn bóng ma của các thế lực này để công kích những người góp ý cho mình, dù đó là dân thường, doanh nghiệp, trí thức, hay đại biểu dân cử. Ông Trương Trọng Nghĩa cũng khẳng định nếu như ở hội trường Diên Hồng
mà các đại biểu Quốc hội đang họp còn có thế lực thù địch thì có thể chỉ tồn tại trong suy nghĩ của những người quy chụp, chứ không tồn tại ở nơi nào cả. Cũng phải xin nhắc lại rằng, trong 6 điều dạy của lực lượng công an nhân dân của Hồ Chí Minh có điều: đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép và đừng quên nhân dân mới là chỗ dựa vững chắc cho chế độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bộ Công an siết chặt việc sử dụng dao, Tô Lâm coi nhân dân là thế lực thù địch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.